Thấy anh Vang cuối cùng quyết định chọn bộ này nhá. Quyết định chưa? Quyết định rồi. Quyết định rồi nha. Ok. Thì hôm nay Mộc sẽ nói về hiện trạng đồ gỗ ở Việt Nam và ở khu làng nghề Mộc hiện tại nhá mọi người nha. Thì như Mộc luôn luôn nói là cái hàng đồ gỗ ở khu làng nghề Mộc ấy, hiện tại ấy, là đa số bây giờ hiện tại là phải khoảng 85% ấy, là các đồ gỗ mà gỗ gõ đỏ à mọi người. Là bán ấy, là thường là bán từ hàng Bắc nhập vô trong khu làng nghề Mộc và bán đi. Và những hàng gõ đỏ đấy, đấy là thường nó là cây pha và cái loại đấy là thường giá nó rất là rẻ. Đó nó nghĩa là khi mà người ta làm cái chất lượng sản phẩm như Mộc luôn nói mọi người ấy, là hàng ngoài Bắc chuyển vô trong miền Nam. Và những cái hàng đó thường cái chất lượng làm, cái thứ nhất là cây chất lượng nó sẽ tệ là một này. Cái thứ hai là cái nét đóng. Và cái thứ ba là cái kích thước người ta sẽ bóp nhỏ cái sản phẩm lại. Đó, và bán ở khu làng nghề Mộc rất là nhiều. Và bây giờ khu làng nghề Mộc ấy bán hàng đấy rất là nhiều. Đó, bởi vì sao? Bởi vì nó rẻ ra nữa. Chẳng hạn như Mộc đang cho mọi người coi cái hàng tay tém với Mộc đang bán này. Đấy, một bộ như thế này nha. Mộc đang làm bộ này tay tém và dáng tay 10. Thì cái dáng, cái bộ này vốn thành phẩm của nó là 19 triệu nha mọi người nha. Thành phẩm là sơn xịt hoàn thiện là một bộ là 19 triệu. Và Mộc đang bán với giá là 25 triệu 900. Là Mộc sẽ lời được là 7 triệu một bộ. Nhưng mà 7 triệu là chưa trừ chi phí đi kho bãi, nhân viên, xong rồi với cả các chi phí quảng cáo này. Đó, như nha mọi người nha, nếu mà trừ hết chi phí đi ấy, thì một bộ Mộc sẽ lời được khoảng cỡ tầm 3 triệu rưỡi một bộ. Đó, đấy là Mộc đang sản xuất và làm bán với số lượng lớn nha mọi người nha. Còn bây giờ mọi người thấy cái hàng Bắc ấy, những hàng mà tay tém thường thường ở khu làng nghề Mộc ấy, người ta bây giờ nhập gọi nhập ổ ẹt cho luôn. Nhập có mười mấy triệu một bộ à. Khi mà bán ra ấy, mọi người biết là bán như Mộc bán thường bán có lời nha, là bán 15 triệu một bộ. Là Mộc với có lời rồi. Thế bạn nghĩ là một bộ 15 triệu với một bộ 25 triệu 900 với bộ nào bán lẹ hơn? Đó. Thì tất nhiên là thường ấy, khách hàng như Mộc phải giải thích cho khách rất là nhiều về hàng đúng chất cây và hàng pha cây. Đó, như bộ này mọi người thấy là hàng gấu gõ đỏ đúng chất cây rất là đẹp. Đó, 25 triệu 900 một bộ. Hàng kia nó cũng bán gỗ gõ đỏ, nó cũng nói là gỗ gõ đỏ luôn, một bộ tay tém. Giá có 15 triệu thôi. Thường khách hàng đi mua dấu mua, người ta không hiểu về giá trị của cây ấy, thì người ta thường thường người ta sẽ ham giá rẻ. Đó, nên thường cái hàng giá rẻ nó sẽ rất là dễ bán. Đó, nên thường ở khu làng nghề Mộc bây giờ người ta đua giá nhau là người ta toàn nhập hàng gỗ gõ đỏ về người ta bán thôi. Bởi vì khu làng nghề Mộc là chuyên bán sỉ đi ấy, thì thường các khách hàng mà ở cửa hàng các tỉnh ấy, thường người ta cũng nhập các hàng giá rẻ về người ta bán cho nó dễ. Nên thường như Mộc nói là hàng ngoài Bắc bây giờ nó chuyển trực tiếp xuống dưới miền Tây hay vô các tỉnh thành ở phía miền Trung người ta bán luôn, chứ còn chẳng cần thông qua khu làng nghề Mộc là mấy nữa. Đó, nên thường cái hàng rẻ rẻ bây giờ nó, Mộc nói là phải nói là trên 90% ấy, nó tràn ngập khắp thị trường luôn. Mộc đã từng đi qua Bình Dương này, Mộc đi các tỉnh thành phía mà khu vực Bà Rịa rồi nọ, mấy cái khu vực miền Tây rồi Mộc đi rất là nhiều luôn. Mộc đi chơi Mộc coi ấy. Thường cái hàng Bắc gọi bán ồ ẹt luôn mọi người. Còn cái hàng đúng chất cây như mọi người thấy, hàng đúng chất cây về loại xịn ấy, Mộc có chỉ cho mọi người coi nhiều về cái nét đóng hàng của hàng đúng đồ gỗ mà để đóng hàng đẹp ấy, là nó rất là đẹp và nó rất là nét. Và những dòng gỗ cao cấp như mọi người thấy, cái vân của nó sẽ nó rất là nhỏ và cái đường vân của nó sẽ rất là đẹp. Chứ đừng có mà đi mua mà một bộ ghế ấy, chẳng hạn như bên xưởng Mộc bán bộ ghế nha mọi người. Đấy, như chẳng hạn bộ tay tém này bán 25 triệu 900, bạn ra tỉnh bạn mua có 16, 17 triệu, 18 triệu rồi mua bộ gỗ thật, gỗ đâu ra. Đó, một bộ gỗ tay tém, gỗ thành phẩm ở bên xưởng sản xuất ra thôi là đã 19 triệu gốc rồi. Gỗ gõ đỏ bây giờ 50 mấy triệu một khối rồi, mà cứ đòi mua gỗ gõ đỏ rẻ rẻ rồi 15, 16, 17, 18 triệu một bộ ghế. Không có đâu nha mọi người nha, nên mọi người đi mua mọi người phải hiểu và mọi người phải tận nha. Chứ mọi người đừng có ham giá rẻ, bởi vì mọi người ham giá rẻ ấy, bạn xài một thời gian như Mộc nói này, bạn xài khoảng cứ nửa năm đến một năm thôi để nó nứt tét, nứt xé ra hết. Bởi vì sao? Nó gỗ cây đều, không phải gỗ quý đâu. Gỗ quý là nó có nứt nhưng mà nó nứt răm rất là nhỏ, chứ nó không nứt xé lớn đâu nha mọi người nha. Và riêng cái chuyện phơi cây với không phơi cây nhé mọi người, nghĩa là khi mà mình gỗ ấy, mình phải phơi cây kỹ ấy, thì khi mà mình đóng vô các đồ gỗ mà mình sử dụng ấy, nó mới không nứt. Còn nếu mà bạn thích giá rẻ thì người ta đóng, người ta ăn bớt quy trình đi, thì người ta không phơi cây, người ta đóng gỗ tươi vô thì nó nứt thôi. Đó, cái vấn đề nó là như vậy nhé mọi người nha. Thấy anh Vang cuối cùng quyết định chọn bộ này nhá. Quyết định chưa? Quyết định rồi. Quyết định rồi nha. Ok.
Ở An Vang là chưa có mua cái bàn học sinh thông nhỏ bên mộc trước rồi. Đó, mua gọi là demo quen biết đấy, xong sau rồi là chọn bộ này nha mọi người. Đấy, bộ này là tay chín Âu Á gỗ gõ đỏ nha. An Vang ký tên luôn nè. Ký vào đâu? Ký dưới gầm cho em á. Nghiêng ở lật lật cho nó nằm ra rồi ký. Cái mặt này 2,5 nha mọi người. Nghĩa là anh Vang á, nhà anh có 3 đứa con nên anh sợ là cái mặt mà mua mấy cái loại mà bình thường bên mộc ấy, nó có loại mặt mỏng mà 1/3 ấy, thì nó không chịu nổi, nên anh Vang anh chọn bộ này cho con nít nó nhảy thoải mái. Đó, bảo hành 5 năm nứt xé mặt mới mọt cho mọi người, nhảy nhảy mà sập mặt được mặt này là sẽ bảo hành nha. Đó, dài không? Dài mà vậy nhiều rồi. Đợi xíu em đưa cục phấn nha. Đợi em đưa cục phấn nha.